friendly and welcoming smile. Not too busy, not too much hustle. This different system of a definition that everyone wishes to visit at least once in their life. Quy Nhơn, Việt Nam. Quy Nhơn, vùng đất biển xanh cát trắng nắng vàng. Bạn không chỉ được chiêm ngưỡng khung cảnh nên thơ, những cánh sóng biển rào rạt mà còn được hòa mình vào những lễ hội nổi tiếng thu hút lượng du khách mỗi năm. Tháp Bánh Ít là một trong những cụm tháp lâu đời nhất và là địa điểm dừng chân mà du khách Bình Định nhất định không thể bỏ qua. Tháp Bánh Ít là một trong những số ít những quần thể kiến trúc văn hóa Chăm còn sót lại ở Việt Nam. Theo dòng thời gian, Bánh Ít đã mang trong mình những dấu ấn lịch sử của vương quốc Chăm Ba cổ đại, cùng với những nét văn hóa của người Chăm Ba trên mảnh đất Bình Định. Với bốn ngọn tháp, Bánh Ít thuộc thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước là quần thể nhiều tháp nhất hiện có trên đất Bình Định. Tháp Bánh Ít còn có tên khác gọi là Tháp Bạc. Đến với Bình Định, bên cạnh những bãi biển xinh đẹp nổi tiếng thì một địa danh mà du khách không thể bỏ qua chính là chùa Ông Núi, ngôi chùa cổ và nổi tiếng nhất ở đây. Trong đó, địa điểm nổi bật nhất của chùa chính là bức tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á. Chùa nằm ở vị trí tựa sơn vọng hải, khi phía sau chùa tựa lưng vào núi Bà vững chắc, phía trước trông ra đầm Thị Nại, xung quanh là non xanh nước biếc, xa xa là biển Đông. Biển Quy Nhơn vô tình được thiên nhiên ban tặng cho một vẻ đẹp hài hòa với bãi cát trắng nguyên sơ, tạo nên những bãi tắm cực kỳ lý tưởng như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Sẹo hay những bãi san hô với nhiều màu sắc phong phú, đa dạng, thu hút du khách từ cái nhìn đầu tiên. Chúng ta không thể bỏ lỡ con hẻm với những bức tranh bích họa mang đầy ký ức tuổi thơ, và các tín đồ sống ảo sẽ không thể không check in bờ biển cát trắng tại đây. Ta-da! Các bạn có biết Kim Hậu đang đứng ở đâu đây không? Kim Hậu đang đứng tại khu du lịch Hải Giang Maryland, được đánh giá là một trong những khu du lịch có quy mô lớn nhất tại Quy Nhơn, bao gồm nhiều cảnh đẹp, tiện nghi, nghỉ dưỡng tuyệt vời. Chính vì thế, đây là địa điểm quen thuộc mà nhiều du khách có dịp ghé đến Quy Nhơn. Có thể nói, biển Quy Nhơn chẳng ồn ào mà mang lại vẻ đẹp hiền hòa, lặng lẽ, yên bình của mặt nước xanh trong và những con sóng xô nhẹ vào bờ cát. Biển Quy Nhơn được xem là một nét chấm phá đầy hoang sơ của thiên nhiên ưu ái ban tặng cho con người nơi đây. Vì thế, hãy một lần đặt chân đến nơi đây để có thể thả trôi muộn phiền trong cuộc sống và mang lại những điều tích cực cho bản thân nhé. Xin chào mọi người, lại là Tú Trinh đây. Mọi người cùng đi khám phá Quy Nhơn với Trinh nha. Xin chào tất cả mọi người, mình đã có mặt tại thành phố biển Quy Nhơn. Nơi đây nổi tiếng với những bờ cát trắng trải dài, nước biển thì vô cùng trong xanh hòa cùng với núi non hùng vĩ. Sẽ là một thiếu sót nếu như bạn không thử trải nghiệm tắm biển nơi đây.
thử thách ăn sạch Quy Nhơn với 150k. Bây giờ mình cùng đi ăn thế nào mọi người ơi, let's go. Đây, điện thoại của em đây. Dạ em cảm ơn anh. Em yên tâm. Ở vùng đất võ Bình Định này mọi người luôn sẵn sàng bảo vệ cho em. Như anh đã từng. Quy Nhơn, Trinh không chỉ nhớ đến biển xanh, mây trắng, nắng vàng và là vùng đất hai vua hào hùng với tinh thần thượng võ, mà nơi đây còn ấm áp tình người nồng hậu. Trinh tin chắc rằng các bạn khi đến đây cũng sẽ có cảm nhận giống như Trinh về vùng đất này, nơi tình người nồng hậu, chân thành, đáng quý. Nếu có cơ hội, bạn hãy đến Quy Nhơn một lần để tận mắt ngắm nhìn những làn nước biển trong vắt, để tai được lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và trái tim cảm nhận được sự yêu thương nồng hậu của một vùng biển đẹp, tự hào là thành phố du lịch của nước nhà. Chào mọi người, mình là Trần Phương Nhi, 015 và hôm nay mình sẽ... Eo gió nằm giữa hai dãy núi đá vôi cao với dạng hình hẹp và uốn cong, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và độc đáo. Nơi đây mang trong mình một vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng rất cuốn hút và cho Nhi rất nhiều cảm xúc khi có thể đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy được toàn cảnh hùng vĩ của thiên nhiên nơi này. Bãi biển xanh mát kéo dài với cát mịn và nước biển trong xanh tạo nên một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích bãi biển và nghệ thuật ảnh. Nhưng Nhi nghĩ hiện đang có một vài khách du lịch vẫn chưa giữ gìn vệ sinh khi ghé thăm những địa điểm đẹp tại Quy Nhơn. Nhiều người đến với Quy Nhơn để nhìn ngắm vẻ đẹp của những danh lam thắng cảnh mà quên rằng mỗi người chúng ta cần phải có trách nhiệm gìn giữ nó. Nên Nhi mong khi có dịp ghé thăm Eo Gió hay bất cứ đâu tại Quy Nhơn, mọi người sẽ chung tay với Nhi để gìn giữ vệ sinh của những nơi này nha. Nhi tin rằng chúng ta có thể làm cho Quy Nhơn đẹp hơn như vậy nữa. Bởi vì trong lòng Nhi, Quy Nhơn là một kỳ quan. Đúng vậy, Quy Nhơn trong Nhi có thể xem là một kỳ quan. Vì Nhi đang đứng ở đây, thành phố bán đảo Maryland, kỳ quan miền nhiệt đới. Ghé thăm Maryland Quy Nhơn, Nhi được đắm mình vào những vẻ đẹp vừa hiện đại vừa rất gần gũi với thiên nhiên nơi đây và hiểu được lý do tại sao Maryland Quy Nhơn lại được xem là nơi khơi mở những hải trình niềm vui, nơi hòa mình vào chất sống của giới thượng lưu, nơi tuyệt tác như mình và là nơi sẽ diễn ra chung kết Miss World Việt Nam 2023. Và tôi là Trần Phương Nhi, số báo danh 015. Tôi tự hào là thí sinh Miss World Việt Nam 2023 đang quảng bá du lịch và đem những hình ảnh đẹp nhất của Quy Nhơn đến với mọi người. Quy Nhơn, miền đất diệu kỳ, Maryland, kỳ quan miền nhiệt đới. Miền đất diệu kỳ, Maryland, kỳ quan miền nhiệt đới.
thiên đường biển giữa lòng miền Trung Việt Nam. Việt Nam được thiên nhiên ưu ái vì có đường bờ biển dài 3.260 km, nổi tiếng với rất nhiều thành phố biển xinh đẹp. Trong đó có một thành phố biển Quy Nhơn, nơi tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam 2023. Và hãy cùng Hồng Linh khám phá xem Quy Nhơn có gì nhé. Đầu tiên đến với quảng trường của thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp, nơi có bức tượng của Bác Hồ khi còn trẻ và là phụ thân của người là Nguyễn Sinh Sắc đứng cạnh nhau, hướng ánh mắt nhìn về biển Đông, nhớ về với thủ phủ du lịch Bình Định không thể nào bỏ lỡ. Maryland, Quy Nhơn, eo gió, rùa ống núi hay nơi nghỉ mát dành riêng cho hoàng hậu Nam Phương được gọi là bãi tắm hoàng hậu. Lý thú hơn khi du ngoạn trên những phiến đá nhấp nhô nơi đây, chạy bộ trên bờ biển với làn gió mát rượi, hơi mặn chát từ biển, lặng lẽ một chút kín đáo một chút làng phong Quy Nhơn, nơi tưởng niệm cố thi sĩ Hà Mặc Tử và cũng là nơi ông đã sinh sống ở những ngày cuối đời, gánh chịu với căn bệnh cùi quái ác. Nơi đây như là một góc khuất nhỏ của thành phố biển Quy Nhơn. Du lịch ở một thành phố biển còn điều gì tuyệt vời hơn khi nhâm nhi các món nướng giữa không gian cuối xay gió tràn biển, nom nom nem nướng, hút hút ốc chấm chấm chả cá kèm rau răm giòn ngọt. Và một món không thể nào bỏ lỡ chính là bánh hỏi cháo lòng, một món ăn mà hầu hết các khách du lịch đều muốn ăn nó đầu tiên khi đến đây. Đi qua khung cảnh thơ mộng, thưởng thức các món ăn ngon, nhưng điều để lại trong lưng sâu đậm nhất đó chính là người dân nơi đây. Cuộc sống đôi khi có những điều không như ý, nhưng người dân nơi đây không vì thế mà mất đi lòng yêu đời. Bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên, hiền hòa, giản dị chứa lòng hiếu khách khi đến Quy Nhơn. Thành phố Quy Nhơn có đáng để thưởng ngoạn khi bạn xem qua clip vừa rồi không? Làm sao chúng ta có thể bỏ lỡ đi những món quà mà thiên nhiên ban tặng, những món ăn được nấu bằng cả tấm chân tình, những sự hiếu khách đến từ cái tâm. Vậy nên hãy cùng Linh đánh thức thiên đường biển Quy Nhơn này và thúc đẩy Quy Nhơn ngày càng tuyệt vời nha.
cùng chào đón người dẫn chương trình đêm nay, Á hậu Thùy Vân, MC Thanh Tùng và Á hậu Phương Anh. Xin chào quý nhân bên đây. Ladies and gentlemen, welcome to Miss World Vietnam 2023. Và ngay lúc này chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đã đến với đêm chung kết toàn quốc của Wow Thế Giới Việt Nam năm 2023. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức phần trình diễn đồng diễn mở màn mang giai điệu sôi động của một mùa hè tháng 7 rực rỡ tại Bình Định. Và chắc chắn là quý vị đã nhìn thấy sự xuất hiện rất tuyệt vời của top 3 đương nhiệm Miss World Việt Nam 2022. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng chào đón Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi. Và Hoa hậu Lê Lục Địa, Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cùng với đó, đương kim Miss World Việt Nam Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Và trên sân khấu lúc này là 40 gương mặt rạng ngời của vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 trong trang phục của nhà thiết kế Thiên Cẩm. Và một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới top 3 Miss World Việt Nam năm 2022. Xin được cảm ơn biên đạo Khoa Nguyễn. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành thêm một tràng tay nữa để chúc mừng 40 nhan sắc của đêm chung kết toàn quốc hôm nay. Các bạn đã vừa hoàn thành phần đồng diễn rất ấn tượng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, như vậy là thêm một lần nữa cuộc thi Miss World Việt Nam đã quay trở lại với thành phố biển tươi đẹp Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Và cũng trên chính sân khấu của Maryland Quy Nhơn ngày hôm nay, chúng ta sẽ được cùng nhau chờ đợi và chứng kiến những khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu thế giới Việt Nam. Kính thưa quý vị, đêm chung kết toàn quốc mang chủ đề Sắc đẹp vì mục đích cao cả được phối hợp tổ chức bởi công ty Sen Vàng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, VTV9, dàn dựng bởi tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, và chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình đang được livestream trực tuyến trên kênh Fanpage Miss World Việt Nam, Maryland Quy Nhơn, T-Don Việt Nam, Sen Vàng, YouTube Sen Vàng TV cùng với TikTok Miss World Việt Nam. Kính thưa quý vị, đến tham dự đêm chung kết toàn quốc hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được chào đón sự hiện diện của đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Định. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng với chúng tôi chào đón sự hiện diện của các quý vị lãnh đạo tỉnh Bình Định. Và cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đương kim Miss World 2021 Carolina Bilamska. Cùng với đó là sự hiện diện của Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trương Anh Tú, đại diện của nhà phát triển dự án Maryland Quy Nhơn, đơn vị tài trợ địa điểm tổ chức vòng chung kết toàn quốc. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Animet TRG, giám đốc điều hành công ty cổ phần dược phẩm RVOPV, nhà tài trợ Kim Cương. Xin trân trọng giới thiệu Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, giám đốc phát triển thương hiệu sâm tươi Hàn Quốc Sâm Vàng, nhà tài trợ Kim Cương. Tiếp theo chúng tôi xin được chào đón sự hiện diện của bà Bùi Thị Mỹ Cảnh, nhà sáng lập Long Beach World, cố vấn trang sức, nhà tài trợ Vương Miện và trang sức ngọc trai cao cấp. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Xuân, chủ tịch Sing Group, cố vấn thẩm mỹ và spa, nhà tài trợ thẩm mỹ và spa. Xin trân trọng giới thiệu bà Vân Nguyễn, CEO nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bo-Onet Animal Nano Liquid, nhà tài trợ bạn. Xin được giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Trọng Thành, chủ tịch bệnh viện JT Angel, cố vấn phẫu thuật thẩm mỹ, nhà tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ. Xin được trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Tiên, đại diện The Smith, đơn vị đồng tài trợ. Về phía ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Kim Dung, chủ tịch Miss World Việt Nam, tổng giám đốc công ty Sen Vàng, trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo Miss World Việt Nam 2023.
Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón, và chúng tôi xin được giới thiệu các thành viên của ban giám khảo. Xin được giới thiệu top 12 Miss World 2019, Miss World Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh. Xin được trân trọng giới thiệu top 5 Hoa hậu nhân ái thế giới 2018, Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy. Xin trân trọng giới thiệu top 13 Miss World 2021, Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà. Trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Trân trọng giới thiệu MC diễn viên Vân Trang. Ngoài ra, chúng tôi còn hân hạnh được đón tiếp sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý, các cơ quan thông tấn báo đài và đặc biệt là toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi đêm chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị, trước khi chúng ta đến với các phần dự thi của 40 thí sinh trong đợt chung kết ngày hôm nay, thì ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị dành đôi chút thời gian để cùng với chúng tôi nhìn lại chặng hành trình đã qua của Miss World Việt Nam 2023. Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, hành trình ghi dấu ấn và lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam, đa dạng, ấn tượng, thăng hoa cùng những phần trình diễn đỉnh cao. Họp báo khởi động Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 được tổ chức đánh dấu sự bắt đầu một mùa giải nhan sắc bùng nổ và ấn tượng. Các tour tuyển sinh tại các trường đại học được tổ chức trên toàn quốc với nhiều buổi trò chuyện, truyền cảm hứng thực tế và đầy thú vị. Vòng sơ khảo Miss World Việt Nam 2023 được diễn ra thu hút đông đảo các thí sinh trên toàn quốc quan tâm và đăng ký tham gia. 59 cô gái xuất sắc nhất tại vòng sơ khảo chính thức bước vào và tham gia các hoạt động hấp dẫn tại vòng chung khảo toàn quốc. Họp báo vòng chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 quy tụ dàn hoa á hậu người nổi tiếng. Đây là dịp giới thiệu top 59 thí sinh xuất sắc nhất cùng tranh tài trong hành trình Miss World Việt Nam 2023. Người đẹp tài năng, các thí sinh chinh phục ban giám khảo bằng những tài năng của bản thân. Người đẹp du lịch, phần thi mà các cô gái chia sẻ, giới thiệu và quảng bá du lịch quê hương xứ sở. Các thí sinh Miss World Việt Nam đã đến và thắp hương tưởng niệm cho các chiến sĩ đã ngã xuống tại nghĩa trang Đường Sát. Bên cạnh đó, hưởng ứng ngày môi trường thế giới, các cô gái đã cùng nhau dọn vệ sinh bãi biển Cần Giờ. Vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023 được tổ chức tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đêm trình diễn nhan sắc rực rỡ và thăm hoa, top 40 thí sinh tiếp tục bước vào vòng chung kết toàn quốc và có cơ hội đến gần hơn với chiếc phương miện danh giá của từng Miss World Việt Nam 2023. Họp báo công bố phương miện và chương trình Việt Nam Beauty Fashion Fest Season 4, chiếc phương miện danh giá cho từng Miss World Việt Nam 2023 đã chính thức lộ diện. Người đẹp nhân ái, phần thi ý nghĩa và đầy xúc động. Các cô gái không chỉ xinh đẹp, bản lĩnh mà còn phải có trái tim giàu xúc cảm và tình yêu thương. Lễ công bố vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam tại Quy Nhơn, Bình Định. Sự kiện vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Định tại sự kiện. Các hoạt động hấp dẫn tại Bình Định cũng được giới thiệu. Phần thi Head to Head, người đẹp bản lĩnh, nơi các cô gái tự tin cất lên tiếng nói, góc nhìn, sự nhạy cảm của bản thân trước những vấn đề xã hội. Thí sinh có cơ hội đến Thiền viện Thiên Hương, một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng tại Bình Định. Các cô gái top 40 Miss World Việt Nam thể hiện sức khỏe, sức bền, sự dẻo dai của bản thân tại phần thi người đẹp thể thao Việt Nam Beauty Fashion Fest. Sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế được sáng lập bởi đạo diễn Hoàng Nhật Nam với sự góp mặt của những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam tại vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023. BBFF Season 3 được tổ chức tạo cơ hội để các thí sinh sải những bước kết quốc tự tin và thần thánh. BBFF Season 4 được tổ chức tại Maryland Quy Nhơn với chủ đề Miss Beauty and Calling in Love. Đây là ngày hội thời trang được dàn dựng công phu, hoành tráng, thu hút sự quan tâm của nhiều cô sao nổi tiếng cũng như truyền thông trong và ngoài nước. Chặng hành trình Miss World Việt Nam với nhiều cung bậc cảm xúc, các cô gái từ mọi miền tổ quốc hội tụ nhau tại nơi đây cùng trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời của thanh xuân và tuổi trẻ. Hình
đêm chung kết Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 diễn ra tại Maryland, Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Đêm hội sắc đẹp ấn tượng và hoành tráng sắp bắt đầu. Ai sẽ là người chạm tay đến chiếc vương miện danh giá? Hãy cùng chờ đón. Vâng thưa quý vị, đó là một hành trình vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ với những trải nghiệm rất tuyệt vời dành cho top 40 cô gái xinh đẹp của chúng ta. Và chắc chắn rồi, trong đêm nay họ sẽ tỏa sáng cùng với tình yêu mến của tất cả quý vị. Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam 2023 sẽ phát biểu khai mạc đêm chung kết toàn quốc. Xin được trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý nhà tài trợ, quý khách mời cùng tất cả quý vị khán giả thân thương. Đêm nay tại Maryland Quy Nhơn, chúng tôi tổ chức đêm chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 sau một hành trình dài rất đáng nhớ từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố biển Quy Nhơn, Bình Định. Để làm được hành trình dài này, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo ngành văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo và người dân Bình Định đã ủng hộ, hướng dẫn để chúng tôi có thể thực hiện chương trình theo đúng các quy định về tổ chức biểu diễn. Ngày hôm nay trong không gian rất là tươi đẹp, cũng có một xíu mưa, nhưng mà tôi hy vọng rằng là sau bài phát biểu này thì trời sẽ quang mây tạnh để chúng ta có thể thưởng thức chương trình một cách tốt hơn. Kính thưa quý vị, suốt những năm qua, chúng tôi đã có hai thế hệ Miss World Việt Nam rất thành công và rất đáng tự hào. Đó là những Lương Thùy Linh, Nguyễn Hà Kiều Loan, Nguyễn Tường Sang, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Lê Huỳnh Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi. Chính các bạn đã góp phần cho những cái khát khao và đam mê của chúng tôi thành hiện thực. Đó là tạo nên những thế hệ hoa hậu xinh đẹp, trí thức, giàu lòng nhân ái và đặc biệt là có giá trị cho cộng đồng, có giá trị cho xã hội. Chúng tôi tự hào về điều này, nếu không có các bạn, dẫu cho chúng tôi có là một nhà sản xuất tốt như thế nào, chúng tôi có tiềm lực để làm truyền thông như thế nào và các nhà tài trợ có ủng hộ chúng tôi như thế nào thì chúng tôi cũng không thể nào thành công trong cuộc thi Miss World Việt Nam cũng như là cũng những cuộc thi nhan sắc khác mà chúng tôi làm. Chất liệu chính của các cuộc thi sắc đẹp đó chính là thí sinh. Cho nên chúng tôi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến quý vị phụ huynh. Quý vị đã cho con em mình một hình hài xinh đẹp, trí thức, dạy dỗ các em thật nhiều, giữ gìn đạo đức để các em có thể tiến đến cuộc thi và mang lại những giá trị cho công chúng, giá trị cho cộng đồng. Điều đó đã tạo một cái niềm cảm hứng rất là lớn cho các bạn nữ trẻ. Có rất là nhiều bạn gái nhỏ đã tương tác trên những nền tảng mạng xã hội mà tôi sử dụng. Các bạn thường hay chia sẻ với tôi rằng là dì Dung ơi, chị Dung ơi, con mới có 14 tuổi hoặc 13 tuổi nhưng con sẽ cố gắng học thật giỏi, học giỏi tiếng Anh, cố gắng uống sữa, bơi lội, thể thao để con có thể cao lớn và giỏi giang để có thể đi thi hoa hậu. Điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta chỉ nhìn dưới góc độ của một cuộc thi hoa hậu. Nếu nhìn dưới những góc độ ảnh hưởng khác tốt hơn cho gia đình, cho xã hội, thì nếu như tất cả các bạn gái trẻ đều cao hơn, đẹp hơn, giỏi hơn thì rõ ràng là chúng ta sẽ được thừa hưởng rất là nhiều những điều từ các cô gái này. Và tôi nghĩ rằng là nếu một ngày các người cha, người chồng trở về nhà của mình, tất cả những người phụ nữ trong gia đình đều xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, nhân ái hơn, vị tha hơn thì tôi nghĩ là tất cả các anh đẹp trai ở đây đều sẽ thấy hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Kính thưa quý vị, chúng tôi rất là vui mừng khi mà được lãnh đạo Quy Nhơn, lãnh đạo tỉnh Bình Định đón tiếp và ủng hộ chúng tôi. Đêm nay nếu có bất kỳ vấn đề gì sơ sót trong công tác tổ chức, bởi lẽ là hơn 15.000 người ngồi đây, chúng tôi dù có cố gắng mấy để thực hiện rất là chu đáo thì chúng tôi cũng không thể chu đáo hết đến từng người. Mong quý vị sẽ bỏ qua nếu có những sơ sót. Cuối cùng xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Cùng chúng tôi thưởng thức một đêm nghệ thuật tuyệt vời và hãy cùng chào đón top 3 Tân Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam.
Ban giám khảo của chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc hết sức công tâm và trách nhiệm để tìm ra một top 3 đúng với lòng mong mỏi của tất cả chúng ta. Và chúng tôi xin cam kết chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những dự án, những chương trình để có giá trị cho cộng đồng hơn nữa. Đó chính là giá trị của chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn bài phát biểu của bà Phạm Kim Dung. Kính thưa quý vị, như đã thông báo trước đó, cổng bình chọn chính thức của cuộc thi tại website missworldvietnam.bvote.vn sẽ đóng vào lúc 20:45 trong ngày hôm nay. Nên quý vị ơi, xin đừng bỏ lỡ phần bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích nhất. Và kết quả người đẹp được yêu thích nhất vòng chung kết sẽ được chúng tôi công bố sau thời gian đóng cổng bình chọn. Còn bây giờ, quý vị xin đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa. Kỳ quan độc nhất vô nhị, Maryland Quy Nhơn. Nơi trao đổi kiến tạo đẳng cấp, Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Thuốc giảm đau Tinam Plus chứa acetaminophen và caffeine giúp giảm đau hiệu quả trong các trường hợp đau đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau nhức do thất khớp, viêm xoang, cảm lạnh. Không dùng Tinam Plus cho người suy gan nặng, trẻ em dưới 12 tuổi, mẫn cảm với các thành phần của thuốc thiếu hụt G6BD. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Tinam Plus giảm đau hiệu quả. Long Beach Burn, đơn vị chế tác phương tiện và tiara Miss World Việt Nam 2023. Long Beach Burn. Sâm vàng hân hạnh đồng hành cùng cuộc thi Miss World Việt Nam 2023. Sâm tươi Hàn Quốc sâm vàng, tích lũy sức khỏe mỗi ngày. Sâm vàng, cây sâm tươi chất lượng cao được canh tác bằng công nghệ nông trại thông minh theo công nghệ Hàn Quốc. Hỗ trợ sinh lý, hỗ trợ làm đẹp và trẻ hóa, giảm căng thẳng mệt mỏi. Sở hữu ngay sâm tươi sâm vàng để bảo vệ, tích lũy và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Sâm tươi sâm vàng, giao hàng trên toàn quốc. Chúng tôi xin được chào đón toàn thể quý vị quay trở lại với Miss World Việt Nam 2023 và chúng ta đang có mặt trong đêm chung kết toàn quốc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam từ sân khấu Maryland Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ ít phút trước đây, nếu như quý vị yêu mến cũng như là ấn tượng với thí sinh nào trong đêm chung kết ngày hôm nay, thì quý vị hãy nhanh tay để bình chọn cho thí sinh mà quý vị yêu thích qua trang web bình chọn của chúng tôi với địa chỉ đó chính là missworldvietnam.bvote.vn. Và khi mà chúng ta bình chọn cho thí sinh mình yêu thích, điều này đồng nghĩa với việc là quý vị đang giúp thêm cơ hội để thí sinh mà quý vị ấn tượng có thể có mặt trong top 10 chung cuộc. Và chúng tôi xin được chia sẻ là ngay lúc này đây, thời gian bình chọn còn rất ít. Vì vậy mà quý vị sẽ tranh thủ và đừng bỏ lỡ cơ hội này quý vị nhé. Quý vị thân mến, Bình Định đang là điểm sáng trên bản đồ du lịch biển đảo Việt Nam. Nơi đây cũng đã đi vào nhiều tác phẩm thơ ca, nhạc hòa. Nổi bật là kho tàng sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi ông theo học tại Quy Nhơn, Bình Định. Và nhạc phẩm mang tên Biển Nhớ cũng đã ra đời trong khoảng thời gian này khi chàng trai trẻ Trịnh Công Sơn chìm đắm trong nỗi nhớ thương da diết với người con gái mình yêu. Sinh thời, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường trìu mến nhắc về thành phố biển như nàng thơ cho ông nguồn cảm hứng bất tận và luôn mong ước được quay về. Thưa quý vị, là vào năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã khánh thành tượng đài người nhạc sĩ tài hoa tại công viên cạnh Đại học Quy Nhơn nhằm tôn vinh và là điểm đến du lịch, góp phần làm giàu thêm mảng văn hóa có bề dày của tỉnh. Giữa biển trời Quy Nhơn ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm về vẻ đẹp trữ tình trong âm nhạc Trịnh Công Sơn thông qua giọng hát truyền cảm của một người con đất Bình Định, nam ca sĩ Quang Dũng. Cùng với đó là phần thi trang phục áo dài của top 40 vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023. Thank you.
biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, soi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn, gọi chung dương gió ngập hồn, bàn tay chăn gió mưa xa. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hương. Hôm nào em về bàn tay buông lối ngõ, đàn lên cũng phím chờ sầu lên đôi hoang vu. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai em đi con đã xem phong dù buồn, đèn phố nghe mưa tuổi hơn, nghe ngoài trời giăng mây luôn. Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà của các thí sinh Miss World Việt Nam trong bộ sưu tập mang tên miền di sản của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng với trang sức ngọc trai cao cấp Long Beach Pearl. Áo dài trong bộ sưu tập miền di sản, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã khéo léo mang tinh hoa dân tộc mình vào trong từng thiết kế, từ đó nâng tầm áo dài truyền thống lên một cung bậc mới tinh xảo và độc đáo. Và trình diễn trên sân khấu lúc này là số báo danh 311 Đỗ Trần Ngọc Thảo đến từ thành phố Hồ Chí Minh và số báo danh 079 Trần Thị Khánh Ly đến từ Nam Định. Thí sinh mang số báo danh 153 Lê Minh Duyên đến từ Thái Bình và số báo danh 015 Trần Phương Nhi đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
Nhóm thí sinh tiếp theo, số báo danh 015, số báo danh 174 Đỗ Thùy Dung đến từ Bình Dương và số báo danh 117 Nguyễn Ngô Nhật Hạ đến từ Đà Nẵng. Mang số báo danh 332 Nguyễn Thị Lan Anh đến từ Hà Nội và số báo danh 351 Trần Hải Vi đến từ Hải Phòng. Số báo danh 433 Đoàn Minh Thảo đến từ Hà Nội và số báo danh 051 Nguyễn Ngân Hà đến từ Nghệ An. Và đây phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 068 Mai Thị Hà Thu đến từ Hải Phòng và số báo danh 512 Huỳnh Minh Kiên đến từ Ninh Thuận. Phần trình diễn tiếp theo của thí sinh mang số báo danh 420 Trần Thị Thoa Thương đến từ Quảng Nam và số báo danh 151 Nguyễn Lê Hoàng Linh đến từ Nam Định. Của thí sinh mang số báo danh 123 Hoàng Thu Huyền đến từ Thái Nguyên và số báo danh 014 Huỳnh Trần Ý Như đến từ Bình Định. Thí sinh mang số báo danh 095 Võ Tần Xanh Vi đến từ Thừa Thiên Huế và số báo danh 256 Nguyễn Thị Thúy Ngọc đến từ Long An. Chưa vào trong mắt nên
Chào đón các thí sinh tiếp theo trong thiết kế áo dài đến từ bộ sưu tập mang tên Tiếng Sóng của nhà thiết kế Việt Hùng. Cùng với trang sức ngọc trai cao cấp Long Beach Burn. Bộ sưu tập Tiếng Sóng được nhà thiết kế Việt Hùng lấy cảm hứng từ chính vẻ đẹp của biển Quy Nhơn với những ngọn sóng êm đềm, tạo điểm nhấn bằng hoa văn bay bổng trên thân của tà áo. Đính kết cầu kỳ giúp tôn lên nét thanh tú của các thí sinh. Số báo danh 193 Lê Thị Kim Hậu đến từ Cần Thơ và số báo danh 012 Nguyễn Minh Trang đến từ Hà Nội. Phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 203 Nguyễn Hồng Thanh đến từ Cần Thơ và thí sinh mang số báo danh 273 Trần Thị Tú Hảo đến từ Tiền Giang. Phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 188 Bùi Thị Hồng Trang đến từ Quảng Ninh và số báo danh 027 Nguyễn Thị Liên đến từ Đắk Lắk. Phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 164 Võ Quỳnh Thư đến từ Đắk Lắk và số báo danh 066 Phạm Phi Phụng đến từ An Giang. Trình diễn trên sân khấu lúc này là thí sinh mang số báo danh 165 Hoàng Thị Yến Nhi đến từ Đồng Nai và số báo danh 010 Nguyễn Phương Linh đến từ Hà Nội. Số báo danh 142 Trần Thị Hồng Linh đến từ Đà Nẵng và số báo danh 113 Phùng Thị Hương Giang đến từ Thanh Hóa. Phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 102 Đỗ Thị Phương Thanh đến từ Thái Bình và số báo danh 039 Nguyễn Thị Phượng đến từ Thanh Hóa. Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 064 Đào Thị Hiền đến từ Nghệ An và thí sinh mang số báo danh 158 Nguyễn Thiên Thanh đến từ Đồng Tháp.
của thí sinh mang số báo danh 119 Nguyễn Hà My đến từ Đồng Tháp và số báo danh 211 Bùi Khánh Linh đến từ Bắc Giang. Xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn ca sĩ Quang Dũng.